Chờ tôi chút. Khi mình thiết kế cái móng nông á, thì cái chiều cao của cái chiều cao của cái đầy cái chiều cao của cái móng á mà. Đấy, thì có cái cột này. Cột này. Và cốt thép ở trong móng này này, cốt thép ở trong móng này người ta không có cắt đi cái cốt thép, cho nên là được phép là mình vác cái móng, vác cái móng, nhớ cái đoạn vác cái này nó cách cái mép cọc này khoảng 5 cm, rồi mình vác ra đây nghe chưa. Phát quát tại cái mấy cái cột đâu nha. Dạ. Thế thì cái bát này nè, cái góc này là bao nhiêu? Cái góc này là bao nhiêu? Cái góc này người ta có nói khoảng 15 độ thôi nha. 15 20 độ gì đó thôi. Để cho cái bê tông ở trên cái mặt nghiêng này nè. Mặt này nè. Nó không có bị tuột đi thôi, mà khi cầm ở bê tông nó chưa đông cứng á. Đấy à, thì này người ta không đóng cấp pha và người ta phải đảm bảo là cái khoảng cách này, khoảng cách này là bao nhiêu nghe chưa. Cái khoảng cách này là cái hát của nó có lớn hơn á, cái khoảng cách này này nó có lớn hơn 25 cm, 25 cm nghe chưa. 25 thì các em cũng có thể chọn là 5 30 40 nghe chưa, để nó đảm bảo cái độ dốc cái này, phải không? Ví dụ như mình làm cái móng mà nó cao lên thế này, cái móng mình làm nó cao lên này, cái chiều cao của móng nó tới chỗ này, nghe chưa, chiều cao của cái móng này, cái chiều cao tới chỗ này á, thì bắt buộc mình phải vác để đảm bảo cái đó, thì mình phải vác lên này. Rồi. Như vậy cái chỗ này á, là nó có cao tới chỗ này. Nghe chưa? Đó, cái chiều cao móng này thì lúc này á, là cái vác móng nó phải từ này. Này chưa? Đó. Cái móng này nó cao ở chưa, thì cái độ dốc cái móng này á, thì nó tùy thuộc vào cái gì, nó tùy thuộc vào cái chiều cao mình tính này, nó tùy thuộc vào cái cạnh dài của cái đáy móng mà bề rộng của cái đáy móng nữa, thì mình vác ra thích hợp. Nhưng mà cái chỗ này có lớn hơn 25 cm, lớn hơn hoặc bằng bằng 25 cũng được đó. Ý tôi nói vậy đó, không biết có anh có rõ không, có hỏi gì thêm không? Chọn 25 cũng được nha, chọn 25 cũng được. Nếu mà cái chiều cao hát bên kia mà hát cái chiều cao hát không, nó HM nó nhỏ phải không, nhỏ thì có khi mà nó nhỏ quá thì khi mình làm bằng luôn cần quát luôn nha, không cần đi cái độ đó đâu em nhé. Nhưng mà Nguyễn ở ngoài này nè, con số cái chiều cao này nó chẳng nha, 25 30 20 25 30 nha, đừng có đi rồi nó lẻ nha. Ở trong cái hình vẽ cũng vậy, mình vẽ cái hình vẽ mà làm bài tập á, vẽ cho tôi nhìn cho nó đẹp, chứ vẽ cho nó đầu tư một cái hình mình mất công lắm chứ. Tôi biết là vẽ một cái hình nó mất công lắm chứ không phải là
vẽ một cái hình mà dễ thôi nha, mất thời gian lắm, vẽ chọn như thế nào đó ha. Tư nhé, nét nào đậm, nét nào nhạt, cái đường kích thước thì cái nét nó mảnh hơn, còn cái đường của vật thể này là đậm hơn chứ hả. Vắt móng trong tiêu chuẩn nó cũng không có quy định cụ thể đâu nha, vì tính được điều kiện HM để bắt móng để mình tiết kiệm cái phần bê tông đi, vì nó bê tông ở đó nó cũng không cần đâu nha, vì vô mô men nó ngoài nó bằng không mà. Khi tính được điều kiện HM tìm được HM mà HM ở tính ra góc nhỏ hơn 15 được. Rồi bây giờ mình bắt HM thì mình bán ít hơn, được chưa? Góc có góc quá xuống lẻ cũng được, không ai đi đo cái góc quá có để làm đâu. Alo, à tôi đây. Chưa, nhưng mà có gì không? Có quan trọng không? Chứ tôi đang bận. Rồi, à, khi tính được điều kiện HM, tìm được HM mà HM đó tính ra góc nhỏ hơn 15 độ. Nhỏ 15 độ tức là em lấy cái H minh ở bên ngoài á, sau khi bác xong em lấy bao nhiêu? Tức là em lấy cái số chuẩn 25cm làm chuẩn nha. À, rồi nó H hơn thì ví dụ như nó là 30 thì em kéo từ 25 cho đến chiều cao 30 thôi. Không, nhỏ hơn 10 độ, nhỏ hơn 10 độ, 5 độ cũng được em nha. Cái góc đó là 5 độ cũng được. Đó nha. Có hiểu không? Cái góc đó đừng có cái độ dốc, mà đừng có độ dốc lớn quá, cục bê tông thôi. Không phải 15 đến 20 độ luôn, thấy chưa? Tôi nói nó khoảng nhỏ hơn 15 độ, hoặc nhỏ hơn 20 độ gì đó. Nhỏ hơn khoảng 15, 20 độ. Nhỏ hơn cái giá trị đó, hiểu không? Nhỏ hơn giá trị đó chứ không phải là từ 15 đến 20 độ, hiểu không? Nhỏ hơn, nhỏ 10 độ cũng được, 8 độ cũng được, có nhà đó không có cái gì. Còn gì nữa không? Rồi nếu có gì thì có hỏi gì hỏi, còn không có hỏi thì tạm biệt nha. Chúc bạn trưa vui vẻ.